Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Bá Đạo sẽ dẫn cho mọi người một cụm từ tiếng Anh rất là hay, thú vị và ý nghĩa: sống hết mình. Khi chúng ta muốn nói là chúng ta sống một cuộc sống chân thành, nhiệt tình, năng động và sống trọn vẹn với tất cả những gì chúng ta đang có, chúng ta sẽ dùng cụm từ trong tiếng Anh live life to the fullest. Live life to the fullest có nghĩa là chúng ta sống hết mình. Ok, enjoy, have fun.